Vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tổng kết và trao giải vô địch cá bảy màu đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2023. Được biết, giải đấu này đã quy tụ gần 650 hồ cá và tham dự ở 18 thể loại. Mỗi đơn vị được tham dự không quá 10 mẫu cá. Đối tượng tham gia là các nghệ nhân nuôi cá cảnh, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các dòng cá cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giải vô địch cá bảy màu đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2023 nhằm tạo sân chơi cho đông đảo các nghệ nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh cá cảnh, giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong việc chăm sóc, sưu tầm, bảo tồn và nhân giống, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cá cảnh, giới thiệu quảng bá thương hiệu cho các giống cá cảnh mới, lựa chọn ra những dòng cá cảnh chất lượng tốt, khuyến khích nghệ nhân nâng cao kỹ thuật trong lai tạo giống mới. Thông qua tổ chức giải, tỉnh Tiền Giang mong muốn thúc đẩy công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa và du lịch, quảng bá giới thiệu với bạn bè các nơi về hình ảnh con người tỉnh Tiền Giang. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 14 giải nhất gồm cúp quà tặng và 1.500.000 đồng một giải, 14 giải nhì gồm cúp quà tặng và 1 triệu đồng một giải, 14 giải ba gồm cúp quà tặng và 500.000 đồng một giải.